Thưa quý vị, nghề y là một nghề vất vả và cao quý khi cứu lấy biết bao tính mạng con người. Trong khi dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu lan rộng hiện nay, thì hình ảnh những người khoác trên mình chiếc áo blue trắng, nỗ lực, giành giật sự sống cho người nhiễm bệnh, thoát khỏi lưỡi hái tử thần ngày càng thêm đáng trân quý và tự hào. Và nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Văn Thuận, người đã trực tiếp cứu chữa thành công cho hai bệnh nhân bị nhiễm virus corona đầu tiên tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có được rất là nhiều cái kinh nghiệm trong việc chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nặng mà cần phải điều trị tích cực. Khi mà mình tiếp xúc với nhiều mặt bệnh, rồi nhiều hoàn cảnh, rồi nhiều cái bệnh nặng, rồi từ những cái vấn đề đó thì mình có được nhiều cái kinh nghiệm để điều trị tốt hơn cho bệnh nhân. Khu vực cách ly nội bất xuất, ngoại bất nhập này chính là nơi cắm trại của bác sĩ Nguyễn Văn Thuận cùng đồng đội nỗ lực điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên bị lây nhiễm bởi virus corona. Những khó khăn lo lắng về dịch bệnh vây lấy, một người mang áo blue trắng phải giữ vững tinh thần thép để tiếp tục công tác chữa trị. Thật sự không phải riêng về cái đợt dịch corona này thì nó mới có phát sinh ra, nhưng mà tại vì khoa bệnh nhiệt đới là khoa chuyên về điều trị những bệnh lý truyền nhiễm, đặc biệt là khi mà có những vụ dịch mới xuất hiện thì đều có những cái tập huấn và những cái cập nhật kiến thức liên tục. Ở thời điểm tiếp nhận đó thì tôi có cũng hơi lo lắng về vấn đề thứ nhất là cái mức độ mình chưa rõ về cái cơ chế hoạt động, cái môi trường sinh sống của con virus là như thế nào, cho nên là cái khả năng mình ước lượng cái khả năng lây lan của con virus mình cũng không cũng chưa biết được nó tình hình nó như sao, tại vì là mới ban đầu thôi. Và cái ở thời điểm đó thì cũng chưa có cái thuốc điều trị đặc hiệu gì hết, tinh thần là lúc nào cũng cảnh giác về cái vấn đề là có thể đối phó với những trường hợp mà dịch nó diễn biến bất ngờ thôi. Có một cái bệnh tin rất là vui là sau khi điều trị thì hai bệnh nhân đó đều đã hồi phục hết, thì mình qua cái quá trình đó thì mình có thể có cái niềm tin và vui hơn một chút xíu là mình có thể điều trị và kiểm soát được cái nhóm virus này, chứ không phải là mình không làm gì được nó hết. Riêng đối với tôi thì cho đến thời điểm hiện tại thì về cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì nó cũng không thay đổi gì so với trước đó hết, nó cũng giống như bình thường thôi. Tại vì những người mà mình tiếp xúc hàng ngày, ví dụ như gia đình, bạn bè, rồi những người ở chung, những người đồng nghiệp khác thì mà thường thường là những người đó người ta cũng có hỏi về mình về cái bệnh lý như thế nào, thì mình giải thích rõ cho người ta nó là bệnh như thế nào, rồi cái cách lây lan như thế nào, mình bảo vệ như thế nào, thì tức là những người mà ta tiếp xúc với mình thì người ta cũng biết được nó, thì sau đó người ta hiểu rồi thì người ta cũng không có dẫu là kỳ thị hay là xa lánh gì hết. Tinh thần là lúc nào cũng cảnh giác về cái vấn đề là có thể đối phó với những trường hợp mà dịch nó diễn biến bất ngờ thôi. Nhưng mà cũng may mắn là cho đến thời điểm hiện tại thì ở Việt Nam của mình thì cái dịch nó vẫn đang trong cái giai đoạn là kiểm soát cũng khá tốt. Hy vọng là sắp tới thì mình có thể kiểm soát tốt hơn nữa cái dịch này. Nghề y luôn chứa đựng nhiều khó khăn và thử thách. Dịch bệnh cũng chỉ là một trong những điều thách thức những người làm nghề y. Để vượt qua khó khăn, ngoài cái tâm với nghề, người bác sĩ trẻ tuổi này luôn lấy kết quả chữa trị làm niềm vui để tiếp tục hành trình xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân. Nhiều khi là trong lúc mà mình làm việc, cái môi trường bệnh nhân đông đúc, rồi bệnh nhân nặng, rồi mình phải, nói chung là mình phải xử lý một lúc rất là nhiều việc.
thì rồi mình phải đối diện với vừa bệnh nhân rồi vừa thân nhân, rồi những cái gặp những cái bệnh lý khó là mình phải tìm ra coi bệnh nhân bị cái bệnh gì. Nói chung là khi mà mình đối diện với nhiều cái yếu tố như vậy thì có lúc mình cũng phải rất là căng thẳng và lúc cảm thấy rất là mệt mỏi. Tôi nghĩ là trong lĩnh vực nào thì cũng đều có niềm vui hết, chứ không riêng về ngành y tế. Cái quan trọng với tôi hiện tại là điều trị để cho cái người bệnh là người ta có thể khỏi cái bệnh và người ta cái không có để lại những di chứng về lâu dài cho bệnh nhân, thì cái đó là cái niềm vui lớn nhất.